Hàng ngày, số ca bệnh nhi đến khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng không tăng so với thời gian trước. Thế nhưng, trường hợp bệnh nặng buộc phải nhập viện lại tăng cao. Phần lớn trẻ nhập viện đều có bệnh về hô hấp và khi bệnh nặng mới đưa vào viện. Phần lớn bệnh nhi đều mắc các bệnh nặng về đường hô hấp với các triệu chứng ho, khó thở, quấy khóc kéo dài. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ thay đổi, xuống thấp đột ngột khiến nhiều trẻ bị ho, sổ mũi hoặc sốt. Có thời tiết lạnh, dạo này là cháu nó ho, sổ mũi và sốt mà không liên tục. Cháu uống thuốc cũng 10 ngày rồi cũng khám bác sĩ tư, thấy cũng không bớt. Do trời còn ngày còn lạnh, cái sao trừ em ra đây em khám. Cái lượt trẻ mà đến khám bệnh thì không có tăng lên, nhưng mà cái số lượt nhập viện, nói nôm na là cái số lượt bệnh nặng thì nó lại tăng lên đáng kể. Bởi vì lý do là khi mà trẻ bị bệnh nhưng mà gặp thời tiết lạnh như thế này thì phụ huynh thường rất là ngại đưa trẻ ra ngoài khám bệnh, thì hoặc là mua thuốc tại quầy thuốc tây ở ngoài, hoặc là có xu hướng là khám phòng pháp bác sĩ tư gần nhà. Chỉ khi mà trường hợp mà bệnh rất là nặng, biểu hiện những cái triệu chứng mà người nhà không thể xử lý được tại nhà, ví dụ như là thở mệt này, hoặc là khò khè rất là nhiều này, hoặc là ăn bú kém, thì khi đó mới đưa đến bệnh viện. Để phòng tránh các bệnh về hô hấp trong thời tiết giá lạnh, phụ huynh cần giữ ấm cơ thể và cho bé uống đủ nước. Khi bé nhiễm bệnh, cần sớm đưa đến các cơ sở y tế để khám và có chỉ định đúng, kịp thời. Đặc biệt không tùy tiện, tự ý ra ngoài mua thuốc điều trị theo cảm tính khi không có chỉ định của bác sĩ.